Rồi, xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như kênh bonsai mini TNCT ha. Và hôm nay là ngày 19 tháng 7. Trên màn hình của chú mình đang thấy hiện tại là những cây cần thăng bên vườn con quắn củ đế quái, và bên vườn con hiện tại đang giao lưu với một mức giá rất là rẻ và gần như là giá gần quầy vốn luôn á cô chú anh chị. Do hiện tại là vườn con đang chuẩn bị về gần 2.000 cây lận, cho nên mới thanh lý giá để lấy chỗ trống. Và hiện tại á là cần thăng bên vườn con đang phát triển rất là tốt, thì về cô chú mình quắn đồ thêm ha. Đây nè, dây vườn con quắn khá là lâu rồi thì nó cũng ăn nửa cái rồi, thì về cô chú mình gỡ ra rồi vô dây lại. Nói chung là cây rất là già và rất là ok, rất khỏe. Thì vườn con ép chậu nhỏ sẵn nha, để cho cô chú mình về ghép tiểu cảnh hoặc là làm bonsai mini rất là dễ. Và vườn con có vô dây nhôm sẵn thì về cô chú mình có thể là bẻ xuống dán đổ hoặc là dán bay này kia đồ, hoặc là mình quấn lên dán trực thì nó cũng rất là dễ dàng đó. Cô chú mình cắt tỉa những cái chi nhánh đồ dư ra, mình uốn éo đồ lại. Và những cây cần thăng này hiện tại vườn con đang thanh lý với giá là 40.000 một cây. Cô chú mình có nhu cầu mua thì liên hệ vườn con nha. Số điện thoại là 03878 49762 gặp Mẫn. Giá 40k một cây là giá gần như quầy vốn luôn rồi nha cô chú. Tại vì con lên với cái giá này quá mềm rồi. Rồi cô chú mình có nhu cầu mua cần thăng thì liên hệ vườn con nha. Rồi con cảm ơn cô chú mình đã xem và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều.